thiên nhiên không chỉ ban tặng cho Hà Nam cảnh quan khu du lịch tâm linh Tam Chúc, Hà Nam còn có vùng đồng bằng với nhiều cảnh quan đặc sắc như núi Đợi, núi Điệp ở Duy Tiên, núi An Lão ở Bình Lục, núi Non, núi Chanh Chè ở Thanh Liêm. Hà Nam có dãy núi Đá Vôi ở phía Tây, với nhiều cảnh trí thơ mộng như Ngũ Động Sơn, Hang Luồn, Ao Rong, Đầm Ngũ Nhạc, núi Ngọc, Bát Cảnh Tiên. Nhà thơ Lương Hữu viết về danh thắng và ẩm thực Hà Nam. Sông đáy chảy, mang phù sa kẽm trống, tấu bài ca, nước gõ nhạc đôi bờ. Đò ngược xuôi nâng nhịp sóng nhấp nhô, gió lồng lộng thổi tri ân sáng tối. Đền Trần Thương khí hội tụ tâm linh, núi Đá Vôi đi khắp nẻo công trình. Chợ Bầu rộng bao gian hàng hối hả, làng Đại Hoàng chuối ngự vẹn hương quê. Trống thực dân với tiếng trống bồ đề, về núi Đợi lễ tịch điền năm mới. Chùa Bầu đó bao linh thiêng vời vợi, chùa Bà Đanh vắng nổi tiếng khắp vùng. Nhuệ Giang ôm bóng nguyệt làm của chung, bánh đa phúc khoe vươn thành đặc sản. Cơm hến chiều nhà nổi ngã ba sông, canh cá rô buổi sáng rực ánh hồng, bánh cuốn nóng nơi chân cầu Hồng Phú. Trên sông thiết tha nghiêng vành non, về quê em nhé thêm miếu xóm làng, thưa chuyện mẹ cha ngày mình đến duyên, để cho băng lòng mẹ gửi niềm tin sâu nặng nghĩa tình. Hà Nam trời tuổi thơ mộng mơ gửi trao anh, về quê em nhé mình cùng chung đôi, ta sẽ bên nhau trên khắp nẻo đường. Người Hà Nam thương người mến khách, duyên trao nhau rồi. Trời tuổi thơ mộng mơ gửi trao anh, về quê em nhé mình cùng chúng đôi, ta sẽ bên nhau trên khắp nẻo đường. Người Hà Nam thương người mến khách, duyên trao nhau rồi. Người ơi em đợi thân thương,
khoảng trời tuổi thơ mộng mơ gửi trao anh. Về quê em nhé, mình cùng chúng đôi, ta sẽ bên nhau trên khắp nẻo đường. Người Hà Nam thương người mến khách, duyên trao nhau rồi.